Chị Thảo ơi, lúc ấy chị thắng hay thua ấy? Ôi trời ơi, làm lại chị ơi, em tin chị. Dạ. Nó có nắp của nó mà. Hôm sau anh ạ, có những ngày thắng, có những ngày thua. Hôm nay em thua thì hôm sau sẽ thắng. Tôi liệt kế trận. Anh biết rồi. Trận cuối đánh ngang ngang nhau thế gì nữa. Anh biết chứ em với anh đánh với anh cũng có. Cân không anh? Với anh á. Anh thua trận nữa. Anh thua trận nữa. Anh thua trận nữa. Em ơi. Anh đánh với anh. Anh với Tùng đi. Tùng đánh hay hơn. Anh với Tùng cân hơn. Dở à. Vinh Anh với Tùng thì không em với anh nhá. Không, em với Tùng này. Hai anh với Tùng này. Anh Tùng em nghỉ rồi. Nghỉ bắt đấy. Bắt phải đấy. Này nó quá đủ mệt mỏi. Hay là anh cũng phải một bên chân rồi cái cơ đấy không? Mệt mỏi thực sự. Chém. Chém từ đêm qua đấy. Em khi đang nhớ vô. Không nghe thấy gì ạ? Đó, chém đi. Lại cho bố mới về đó. Hay quá chú ơi. Có quay chứ là có clip. Biến gọi điện. Cái đưa lên trên này bao lần rồi? Lần đầu tiên. Cái gì thế? Phải làm con lại phải lo. Không nghĩ là phải nó phải giúp nữa không? Đi đi uống rượu về xong rồi ngồi nói chuyện. Không nghĩ gì hai trên. Cố lên đi ơi. Gặp một căn chưa? Thôi nghỉ nó hàng tháng rồi. Thôi được rồi. Anh muốn lấy cái nào cũng được. Bất kể cái nào cũng được.
đi học đều không? Dạ. Đi học cầu đều không? Em nghỉ đâu hết. Mặt đi làm tuần. Chơi gì? Ai? Lên tầng nước của Thành. Thôi tầng 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 thôi thế để tí nữa em. Không chưa mà. Mua trước đã đi thôi. À anh chưa chuyển xem à? À đây à. Nhưng mà em vẫn điện thoại em đang quay. Đánh đến lúc đi chứ, tao hỏi anh ấy hất.
Người người ta được cho vọt nó khác, người ta đánh tâm lý không thoải mái, gãy không tiếc. Gãy thì coi. Vọt mình có mất. Mình làm kỷ niệm gì, mình gãy mình và mang về hàn mình sao treo vào tủ mình làm kỷ niệm. Nó lại càng trang trọng như sao. Anh là những tủ không có tủ. Để cùng mà không có tủ được quần áo đấy. Linh bao giờ đánh bằng chữ thảo? Linh đánh hay mà. Nhưng mà bằng chữ thảo này. Em bảo Linh đánh hay thì của anh cũng chưa hiểu gì của em cả. Cố lên chị bà ơi, tăng tất trăm nghìn rồi. Cố lên chị ơi. Sao trăm nghìn? Cao tưởng đây đây anh trăm nghìn. Bà ra mỗi xét 20 nghìn à? Ừ, bà xét 100 nghìn rồi. Ngồi bà xét 100 nghìn thì chả nhẽ mỗi xét 50 nghìn. Mỗi xét 100 nghìn. Ủa? Ý là, các chị đang hỏi em là mỗi xét như thế nào? Mọi người nói với nhau em biết đâu ấy. Bà xét 100 nghìn. Em chỉ đúng mà em kích thôi đúng không? Ngoài nửa xe đơn đi. Nửa xe đơn 50 à? Nửa xe đơn là 20 nghìn. Đây, nhìn cách đánh xe đơn mà chúng ta hết nên đứng ở chân hôm nay không kiếm được ba sao cứ gấp, em vừa gánh em xong.
xéo. À, à mềm mại. Ba tao lý lắm ấy nhá. Hất thẳng tay lên. Đấy đúng không anh? Đâu, đây là anh chia sẻ thằng nào là anh chia tướng. À, đúng rồi, trận đấy thế. Thế nuôi thắng. Anh chưa bây giờ tập kiểu hai thằng một màu rồi. Không phải để giảm sức mạnh của trẻ đấy. Đi
Đấy đi. Anh Nghĩa còn đánh ở sân ở ở công ty ở cơ quan không? Có. Tuần ba buổi. Lãnh đạo cũng đánh cầu lông. Mấy lãnh đạo ấy. Lãnh đạo đi cùng với trường. Trường. Được. Thế thì còn gì cả. Đấy, thế là được. Mẹ không được thắng lãnh đạo. Đúng. Đánh ở mưa đủ để lãnh đạo thắng. Cây cấn ở lãnh đạo sướng. Thắng sức nhanh đúng không anh? Em thấy kể nhiều đúng không? Đánh mà dù biết lãnh đạo đấy yếu mà vẫn không đủ lý lãnh đạo rồi. Anh đánh cầu lông còn nói chung là các bác thủ trưởng thích thắng lắm. Em đánh ở cơ quan bố em thế mà em biết mà. Các bác thích thắng lắm. Không có một ông đánh làm cái kiểu mà cũng lộ quá không thích. Đúng rồi, ông không thích đâu. Đây ơi. 2. Okay. Yeah.